Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Rồi, bây giờ đã có mặt tại Long Khánh Đồng Nai để rồi, anh đậu xuống đi. Ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ tham quan cái phòng chuẩn bị lắp dàn karaoke này. Và đây sẽ là một số thiết bị chuẩn bị lắp cho cái dàn này. Anh em có thể thấy nội thất của cái phòng này khá là bắt mắt. Đây sẽ là hai cái men E3 F2500. Anh Tuyên sao phải lắp hai cái men luôn rồi anh Tuyên? Tại vì mình xài hai cặp loa. Xài hai cặp loa. Tùy theo, nếu muốn đánh men 4 kênh cũng được. Và đây mình sẽ cho anh em xem dàn loa dàn karaoke hai cái men F2000. Hai cái men F2500. Một cái đầu Okara M10. Một cái vang S6800. Đây là micro E3 V660. Và đây là một bộ nâng tiếng. Và cuối cùng là bộ kiểm soát nguồn. Đây còn một cái mixer bàn. Đây lắp giá treo loa. Bây giờ sẽ đi dây loa. Là phải treo lên rồi anh. Phòng này sẽ đánh hai cặp loa, một cặp loa full. Đây là loa phát E3. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan
dàn karaoke dưới này. Và trước khi về thì mấy anh em lại có một tiết mục văn nghệ. Dạ. Bốn phút nhiều phút. Bé anh khóc mắc lệ ở nhà. Bố anh thì đi lại còn thôi anh hỏi được em không? Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.